Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi là thư ký hành chính tòa nhà Agribank 18 Trần Hữu Dực. Vậy là tôi đã gắn bó với công ty được 6 năm, mỗi năm một tâm trạng nên năm nay tôi cảm thấy rất vui. Trong năm vừa qua, song song với việc cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất đến quý khách hàng, ban lãnh đạo công ty đã có những chính sách cải cách chú trọng trong việc đào tạo đội ngũ, nhân viên chuyên nghiệp theo kịp xu hướng các nước phát triển. Bản thân tôi đã được tham gia các lớp quản trị nhân sự và giải phóng hình thể. Qua khóa học, tôi thấy mình học được rất nhiều, giúp cho công việc của tôi được chuyên nghiệp hơn. Lớp học giải phóng hình thể rất bổ ích đối với những người làm nghề dịch vụ như chúng tôi. Trước kia, tôi chưa hoàn toàn tự tin khi đứng trước khách hàng, nhưng sau lớp học, tôi đã thấy tự tin, lên trông thấy. Thực hiện phương châm của công ty là không thỏa hiệp với chất lượng, tôi và các anh chị em trong ban quản lý sẽ cố gắng học hỏi, cải tiến trong công việc để đem lại sự hài lòng ngoài mong đợi từ phía khách hàng. Hôm nay, nhân thời khắc chuyển giao năm cũ bước sang năm mới, tôi xin chúc toàn thể anh chị em đồng nghiệp, công ty VNC và quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc công ty VNC phát triển vững mạnh và có nhiều dự án lớn trong năm tới. Qua đây, tôi xin chúc bố mẹ hai bên và gia đình dồi dào sức khỏe, bình an.